rồi. Rồi gỗ gỗ luyện tập đi, cái này mát lại cái phần gỗ của mình mong muốn thì dạ. Ở trong thằng này á tạo layer này nó dấu màu thôi. Rồi rồi tạo cái fill layer ra để mình bỏ cái test vô, bỏ test gỗ vô. Cái test nó đâu rồi? Đây. Test này là của anh. Anh dục vô là chỉ để mình cái thằng color thôi. Hoặc là để Ronix nhưng mà sẽ phải là kéo xuống dưới này, kéo hết cỡ xuống để cho nó nhám luôn. Chứ nếu như mà không để mình để bình thường á, anh để như bình thường này đi. Bỏ này vô ngay nghe, bỏ cái test vô base color này. Xoay này để cho nó ra cái mặt này. Scale lại. Cái này thì không cần thì cho lặp lại. Tại vì cái mặt nó nhỏ mà, một tấm này đủ rồi. Rồi. Nếu như mà mình tắt Ronix đi á, nó vẫn còn bóng. Tắt này. Bật lên này. Tắt đi nó vẫn còn bóng nè. Thì mình sẽ phải kéo Ronix xuống hết cỡ luôn. Để nó nhám toàn bộ. Cái này là nhám. Đó là đầu tiên là này. Chuẩn bị cho mình một cái test base. Nên đặt tên là base. Rồi. Bay này giả sử như mình nhét vô trong cái hình của mình rồi mà nó vẫn còn hơi bị mờ mờ chút đi. Nó hơi bị sáng thì mình sẽ phải chỉnh tối lại. Mình coi lại hình nữa. Này như này. Bây giờ vô đây. Cái hình nó vẫn còn hơi tối xíu thì anh sẽ chỉnh. Anh add vô trong này một cái. Cái này mình sẽ không chỉnh level nghe. Không chỉnh level hả? Level nó cái ánh sáng nó sẽ bị hư. Mình chỉ chỉnh là sáng lên hoặc là tối xuống thôi. Thì mình sẽ chỉnh trực tiếp trên cái này. Add cho nó một cái filter HSL. Chọn này HSL. Rồi mình chỉnh ở trên cái line này. Sáng tối hả? Xíu thôi. Rồi saturation cần thì chỉnh, không cần thì thôi. Cái này độ rực màu thôi, không cần thì thôi, đừng có cố gắng chỉnh này làm gì, không cần đâu. Rồi này là mình sẽ có một cái base ở đây. Như bình thường hôm bữa anh chỉ cho một người làm á, là cái test này cũng đã tương đối là rõ rồi đó. Hôm bữa chỉ là add fill, coi như này không có nè. Add fill xong rồi bắt đầu là mình tô màu đúng không? Đúng rồi, tô màu. Nhưng mà cái cách này làm á thì cái gỗ của mình nó sẽ bị mờ. Của mình nó sẽ bị mờ, mình tô lên là nó bị mờ, nó không có hòa trộn được các cái vân gỗ với nhau. Cứ càng lớp ở trên là cái màu nó sẽ mờ, nó bị nhòe hết hình đi. Thì mình sẽ không làm cái này nữa. Mình bỏ này đi. Mình sử dụng cái này. Rồi, cái này sẽ là cái base. Đánh dấu với một cái địa chỉ. Gán với một cái địa chỉ. Add này vô. Add cái mỏ nail này vô. Cái mỏ nail này á là khi mà mình tạo một cái layer ở trên này, mình lấy lại chính nó, mình vô base color, mình vô cái anchor point này, mình chọn cái này là nó sẽ copy tất cả các thuộc tính của này, nó bỏ lên trên đây. Mục đích là ví dụ như bây giờ anh làm chỗ này nó có mắt ở đây này, nó có mắt ở đây, ở trên hình của mình cũng phải xoay coi thử coi. Ở đây nó có mắt, ở cái vùng này nó sáng, vùng này nó sáng, thì ở trên cái lơ này anh sẽ chỉnh màu cho nó. Add filter, một là hai là đeo để mình chỉnh cho nó sang cái màu này. Rồi coi tiếp nha.
màu này đây, sáng lên. Rồi, ví dụ như đó. Anh mát cho nó một cái. Mát mát đây là để nó ép pen. Ép pen anh tô tới đâu thì nó sẽ hiện cái màu của cái lớp này. Là nó vẫn có hoa văn luôn. Nó vẫn có mấy cái này. Ép pen, rồi, chọn một. À, mình tô nếu mà như hình cuộn trí thì tương tự như hình này. Mình sẽ coi ở trên bề mặt, ở trên hình main đó, nó có cái phần nào là nó có chấm đen. Đen ở phần nào thì mình sẽ tô tương tự như hình đó. Nó có cái mảng nào là màu sáng, mảng nào màu tối, mình sẽ tô kỹ đó luôn. Rồi trên viền nó có cái lớp chấm đen là mình tô theo. À, bây giờ anh tô ở đây trước này, màu sáng trước. Màu sáng thì cái cọ đầu tiên là cái cọ mình á, anh pha ad vô. Thường thì anh sẽ sử dụng cái cloud. Cái này cloud này. Rồi, chỉnh cái flow với lại cái drop opacity còn một nửa thôi. Và tùy chỉnh thấp xuống. Tùy theo cái mức độ mà mình mong muốn là tô nó đậm hơn hay là nhạt hơn. Thì để này, cái drop opacity đây này là khi mà em quẹt qua một lần là nó chỉ có ở mức độ 50% thôi. Em quẹt qua một lần nữa là nó lên tới 60-70. À, càng quẹt là càng đậm. Chứ đừng có để 100% nghe. À, này mà thấp xuống. À, bây giờ tô ở phần này nó sáng. Để ở cái view này. Tô. Thấp thôi. Cọ thì mình sẽ chỉnh to nhỏ liên tục để cho nó đúng theo cái hình. Mình sẽ tô hết những cái vùng sáng đó lên. Phần nào mà nó bị sáng quá thì mình sẽ tô đè lên. Đó. Là nó vẫn còn giữ được cái lớp này. Cái màu này mình phải chỉnh lại nghe. Màu này đây. Ở đây màu này bây giờ muốn chỉnh lại. Nó đang bị hơi trắng trắng này. Nó có vẻ trắng trắng. Thì mình ẩn cái mask này đi. Giữ shift. Shift nhấn vô là nó tắt mask. Rồi lên đây mình chỉnh lại cái này. Ở bước này nếu mà chỉnh nó không ra màu ở đây được á thì mình add thêm một cái level. Level là chuyên chỉnh màu. Đã chỉnh cái trên này rồi thì đừng kéo cái lum. Kéo cái lum là nó reset lại. À, ví dụ này đây. Rồi bật mask này lại shift bấm vô. Thì cái màu nó sẽ lên mảng như này nè. Nó vẫn còn lại cái hoa văn. Rồi chấm tiếp. Chỗ nào còn cần thì mình chấm tiếp. Ví dụ chỗ này. Chỗ này nó full màu luôn. Nó tới cái góc của cái thằng này luôn. Chấm. Chấm, mình cho nó lên một lớp mảng, một cái mảng mà trắng trắng sáng sáng nè. À, giả sử xong một lớp rồi nè. Tiếp tục tạo một cái phim mới. Phim này mình cũng lấy lại cái địa chỉ của thằng này luôn. Chuột phải, tắt. Rồi này thấp xuống. Base color, chọn vô cái anchor point là này. Chọn vô cái base. Base là mình đánh dấu dưới này rồi. Mình chỉ cần chọn thôi là nó copy y cái hình đó lên. Mình làm một lớp sáng, lớp màu sáng, mình chỉnh màu này sáng. Rồi bây giờ tới lượt mà mình tô màu tối, mình sẽ chỉnh cho cái lớp này của mình. Lớp này, chỉnh cho nó tối. Bây giờ là chỉnh. Đó, là lấy cái test này. Giờ add filter. Anh thường là anh dùng cái HSL này để anh chỉnh độ sáng tối. Cái xuống. Đấy. Mask. Pen. Rồi. Giờ chỗ này nó đen này, đen, nó đen cái vùng này. Cái phần tối thì cái flow cho đậm lên thế nữa, chấm. Lỡ như mà mình tô nhiều quá đi. Mình để cái cọ mình to nhiều quá.
mình giả Mobile City xuống, giả Mobile City của thằng này xuống nha. À, cái cảm giác mà khi mà mình nhìn ở đây này và hình này nó giống là được, cái vị trí nó giống là được, nhưng mà làm theo cách này thì cái test nó sẽ không bị mờ, nó bị mờ, nó vẫn còn rõ. À, có một số cái vùng vẫn đen thui luôn thì mình đúp duplicate này lên, đỡ đỡ phải tạo mới thôi, nên xóa bên lại một cái mới, cái này chỉnh cho tối nữa. Rồi bây giờ muốn cái phần này nó đen thui luôn này. Thì cái hình của mình nó giữ được cái tách góc, cái mảng sáng, mảng tối. Rồi xong xuôi, nếu như mà nó thường á, cái hình của mình nó không có rõ thì mình phải làm cho nó thêm hai lớp nữa. Coi tóm tắt lại này, này là lớp bóng rồi, tóm tắt nghe. Cái đầu tiên, cái này là cái địa chỉ, cái màu nền gọi là cái màu base. Yeah. Mobile này thường thì mình sẽ lựa những cái tấm test nào mà nó có cái vân tương tự hoặc là cái màu, cái dạng tương tự, không nhất thiết là ở chỗ này nó phải có cái con mắt hay là chỗ kia có con mắt, nhìn vô nhìn hai tấm test nó giống là được, nó tương đương với nhau là được. À, thứ hai nó làm xong rồi add cho nó một cái anchor boy vào đây. Cái thứ hai là add cho nó một cái lớp màu sáng để tô phần màu sáng lên, phần màu sáng ở những cái khu vực này lên, bằng cách là chọn filter, tạo filter mới, lấy cho nó cái địa chỉ để dán cái này vô, rồi chỉnh một lớp sáng vô đây, paint tô tới đâu thì nó hiện cái phần sáng tới đấy. Thằng này filter mới, chỉnh tối xuống, cái này tối xuống này, rồi vô đây paint, paint tới đâu thì nó đen tới đấy. Rồi bước cuối cùng, cái này là bước làm bóng, nó cần chắc phải hai bước nữa. Này là bóng, tạo filter mới, chỉ để rối thôi, tăng bóng lên. Và cái bóng này á, chuyển qua cái chế độ render để mình coi. Render mình chỉnh sang đây nè, để cho nó ra ngoài cảnh, nó mới phản xạ được rõ cái phần bóng có bóng hay không. Rồi một lớp nữa này. Rồi phần này ok chưa? Ok. Yeah, cái đây á, là lớp sáng, cái lớp này là lớp tối, lớp này là lớp bay. À, nếu mà hình này nó cần những cái sọc đen này nữa thì sẽ làm thêm, nhưng mà ở hình này thì không cần, chỉ cần làm ba cái này thôi. Add cho nó một lớp bụi đen, một lớp bụi trắng, là thành hai lớp, lớp bụi đen này cũng tương tự fill, tắt rồi này giảm xuống base color, chọn cái angle boy, chọn cái địa chỉ của thằng bay, đó là vô. Giờ lớp bụi đen quá, dùng tiếp. Đen thì mình phải chỉnh cho cái này nó màu sáng hơn hoặc là tối hơn, chứ không được để màu giống màu gốc. Filter chỉnh cho sáng hơn đi, sáng. Rồi vô đây, cái này là để tạo cho nó cái màu đây. Mask, ở trong mask thì mình sẽ tạo những cái tiêu, là những cái bụi á, bụi tới đâu thì nó nổi, nó hiện ra đấy. Thường anh sẽ ở trong này anh feel này, anh chọn một cái white noise đó là anh sẽ lên màu đen. Ngược nghe, white noise ở cái này nó màu trắng á thì nó lên màu đen, còn nếu mà cái hình này của mình màu đen, mình giảm xuống thì nó sẽ lên bụi màu trắng. Chỉnh level, add level vào đây để chỉnh level cho cái thằng white noise này. Rồi, nó lên lớp màu đen. Này, nha. Yeah. Lớp màu trắng trắng. Ở trong đây mình có thể điều chỉnh được cái mật độ của cái noise. Cái này nhiều quá đúng không? Bỏ qua cái mask này. Bỏ qua mask này. Đây là cái thằng noise. Chỉnh level. Cho cái vết trắng nó rực lên, sáng rực lên.
rực lên này. Đó. Giảm lên xuống, để cho ít lại. Bật qua material để coi lại. Đây là lớp màu trắng. Rồi lớp màu đen. Màu đen thì duplicate lên luôn. Ctrl D đúp lên. Đặt tên nha, đặt tên để cho đỡ bị nhầm, sau mình có chỉnh sửa gì vậy. Rồi, chỉnh cái thằng handle này tối xuống. Ở trên cái white noise, bây giờ nó đang nằm cùng một vị trí này. Cùng một vị trí thì mình scale cho nó to ra. À, scale cho nó thay đổi vị trí này. Là nó ra được hai lớp. Lớp đen, lớp trắng. Ừ. Hai thằng này group lại cũng được. Group lại. Đây là noise, bụi. Bụi nè. Thì cái hình của mình đó, khi mà mình làm cái lớp này nè, nhìn nó sẽ nét hơn. Đó, nét hơn này, nhìn nè. Chưa làm này. Làm rồi là nó sẽ có cái contrast, nó cái kiểu dạng đồ thị á. Phần thì nó sáng hơn, phần nó tối hơn. Rồi, cần thiết thì mình sẽ lên ở cái lớp bass. Lớp bass này. Thằng này nè. Mình chỉnh cho nó nét hơn. Add cho nó một cái chỉnh nét là chỉnh gì? Chọn gì? Sharpen. Rồi. Ít thôi nha, cái này ít thôi cho nhiều quá là tác dụng phụ đó. Rồi. Khi mà mình thay đổi cái này rồi á thì những cái thằng này mình phải update lại. Ha. Nếu mà trong trường hợp là mình chỉnh sửa thằng dưới mà hai thằng ở trên này nó không thay đổi, hai cái lớp này nè nó không thay đổi, thì mình phải vô đây mình chọn lại cái tên nha, nó tên này nó mới update. Rồi nét căng luôn, nét quá là thành ra những cái phần trắng mình sẽ khó sửa, cái này nó bị trắng sẽ khó sửa, cho nên là đừng có lạm dụng cái này quá. Rồi cái bước cuối cùng chỉnh bóng. Rồi, xong. Hình này anh đang trồng UV mặt trên mặt dưới như nhau. Hình bên đó giống đó, cái tái giống đó, anh gửi tái qua rồi. Lấy cái tái đó làm. Hey. Dạ dạ, ok. Rồi. Còn như ông ta à? Rồi, làm đây. Lấy tái đó là ok, anh thấy ok đó. Dạ dạ, cảm ơn. Có cảm hỏi lại gì không? Dạ dạ, dạ. Làm thử hỏi anh. Rồi, ok. Anh gửi file này cho tham khảo hả? Dạ dạ dạ. Em gửi qua Skype luôn anh. Rồi tắt đi. Dạ dạ ok. Thank you.